Mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà cách trồng nấm rất là dễ, ai cũng có thể làm được nha. Thì đây là cái bộ đồ mà để nuôi trồng nấm á, mình order online ha. Một hộp như vậy là 18 đô. Đây là cái hộp mà để trồng nấm nha cả nhà. Đây là cái giống nấm organic được làm ở Mỹ. Đây là cái cửa mình sẽ cắt ra để nấm mọc và phát triển ở đây. Và đây là các bước tóm tắt. Họ giới thiệu là ngày thứ nhất tới ngày thứ 11, 12 là thu hoạch được rồi. Mời cả nhà cùng mình trải nghiệm coi có đúng giống như họ giới thiệu không ha. Và đây là bản chỉ dẫn từng bước. Họ chỉ cho mình rất tỉ mỉ nha cả nhà. Trước tiên mình ngâm cái meo nấm này vô nước lạnh từ 6 tới 10 tiếng. Chỉ ngâm bằng nước lạnh thôi nha cả nhà. Khi cho nước vô thì cái meo nấm nó nhẹ nên nó nổi trên mặt nước. Mình bỏ cái dĩa với mấy cái chén lên để nó dằn xuống cho được ngâm hoàn toàn trong nước nha cả nhà. Sau đó thì mình bỏ vô trong cái thùng mà họ đưa cho mình. Đóng nắp lại và để nơi có ánh sáng mặt trời. Thì ở đây mình sẽ để gần cửa sổ nhà bếp nha. Đây là ngày thứ nhất, mình đã thấy nấm ra một chút xíu rồi đó cả nhà. Mình xịt nước cho nấm một ngày 2 lần. Và đây là ngày thứ hai. Qua tới ngày thứ ba thì mình sẽ thấy nấm lớn hơn một chút và thấy rõ hơn. Nhớ xịt nước 2 lần mỗi ngày. Các bạn sẽ thấy nấm lớn lên mỗi ngày rất là thích. Tới ngày thứ 5 thì nấm mọc được như vậy rồi nè cả nhà. Và đây không chờ lâu mình đã có thu hoạch rồi cả nhà ơi, thích quá. Họ chỉ dẫn là 11 tới 12 ngày có thu hoạch nhưng mà ở đây 7 ngày mình đã có thu hoạch rồi đó cả nhà. Rất là lớn và tươi ngon ha cả nhà ha. Mình thu hoạch những cái lớn, còn những cái nhỏ thì mình tiếp tục xịt nước để cho phát triển. Đây, những cái chưa lớn mình để lại nè cả nhà. Nhân dịp ngày lễ Mother Day, ngày lễ của mẹ, thì mình cũng xin chúc tất cả các chị em phụ nữ luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân nha.
Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.